Hello, xin chào cô chú anh chị nha. Hơn chừng mới vừa chở về chức đi lấy đồ về để kinh doanh Tết nha. Thời tới rồi cô chú anh chị ơi. Tới chừng về chức ra tới chợ Bình Tây rồi. Hôm nay đi lấy đồ để về kinh doanh mọi người ơi. Hôm nay là về chức đồ kinh doanh mấy cái mặt hàng mà kiểu như là trò chơi đồ trúng thưởng dịp Tết á. Cô cho con hỏi là chỗ nào bán đồ chơi mà bán mấy đồ rút vé số trúng đồ ăn rồi á cô. Nguyên cái tờ bản bự á. Bây giờ anh đem thu bên trên kia. Cảm ơn. Bên trên kia. Là giờ chạy thẳng lên đây hả cô? Là quẹo bên tay phải hả? Dạ. Đó là khu bán đồ chơi không? Dạ rồi, vậy thôi đó tới chợ Bình Tây rồi, giờ mình chạy qua anh đó coi thử tình hình bán mấy cái chỗ đó như thế nào. À, đó, quá đông. Đây chỉ là cái khu này khu đồ chơi nè. Khu đồ chơi. Vô mua chỗ nào đây? Đây vô chợ luôn đi. Rồi bán ba đồ quá trời. Đây khu đồ chơi chất ơi. Đây có chỗ luôn trời. Có bán rút số chúng đồ ăn chúng đồ không? Em biết chỗ nào bán chỉ em anh á. Dối hả? Cảm ơn. Chạy sao không anh? Dưới ngã ba dưới hả? Quẹo bên trái bên phải. Rồi quẹo bên trái. Trời ơi. Ơi. Quá đông rồi. Vô. Trời ơi, sao chất đi đâu ai không biết chất á, chất. Chất có lừa đảo không? Sao tao biết hay vậy trời? Đi đâu mà trốn nợ gặp người quen chết rồi. Được rồi đừng đá bậy nha chứ. Bán khô bán bánh tráng trộn. Bên đây bán đồ chơi, bán bông bào. Trời ơi nắng quá cháy luôn rồi. Trời ơi. Tao hỏi thử cái điểm đồ chơi này coi chất. Đây nè. Đây đồ có chơi. Có bán rút số không? Có bán rút số không anh? Có không? Không anh nó không. Hỏi xuống dưới xíu nữa nè. Đầu trời. Tới ngã ba nè. Hỏi đâu anh bán cuốn số ở đâu? Dạ ở đâu cô? Xích lên hả cô? Kế bên, bên hả? Rồi gì rồi cuốn số vô mua đi. Bán cuốn số không chị ơi? Chị có bán cuốn số không chú? Rồi rồi có xuống lựa đi chứ. Được chưa? Có không? Có. Đâu? Vô coi đi. Chạy xe quá trời. Quà đi chú. Thì
lời coi đó, hình là biết liền. Bán 4.4 phải lời ra cả triệu quá chứ hết đâu. Phải bán rẻ là mình có quà quá trời luôn, dầu ăn, bột ngọt, đủ thứ rồi chứ rồi. Là cái đồ giúp số hả? Ờ. Tới 2 mẫu rồi. Không mẫu bự ra ba. Ba bán ba thôi luôn, ba lấy đi. Cái lầu què đó có cả tôi mà mẫu bự ra. Đi đâu mà giỏi mà vàng vậy đó. Ờ đúng rồi, giờ cái giúp đâu đúng rồi nọ đó. Rồi là nhiêu tiền à chú? 4.4. Có mua bồ cua cá cọp về lắc không? Không. Mua mấy dĩ vậy? Dĩ à. Bán mắc quá má. Trời ơi. Chợ này mắc gì nữa. Trời ơi, hỏi gì? Mua biết về giúp có đủ vậy không? Làm ăn uy tín chợ đầu mối mà. Mua cái đó có khuyến mãi gì không à, chú? Ờ, khuyến mãi cái bao shop. Trời ơi, khuyến mãi bao shop luôn. Cái bao shop. Vậy vậy đó, vô thôi. Mấy quay cô này đi mua đồ. Quay cô này mua đồ. Rồi đây đây, nhìn lấy đi. Rồi lấy cho con, lấy cho lấy bún chợ cho mấy cái này. Rồi có đâu nè, lấy cho mày từ. Mắt đá em cháy đầu. Ủa là vậy hả? Trời ơi hoài quá trời vậy. Hai lớp nữa. Đại đi. Giờ bưng sao? Chú ơi, con lên xe chú ơi bưng con hả? Em đi mắc đái quá. Lên YouTube đi cho nó hả? Năm sau con bắt luôn. Rồi. Khoan khoan để dựng xe lại. Nãy giờ vòng vòng kiếm phải không? Rồi nãy gọi chú để dưới đây coi con. Muốn mua là phải điện thoại vô đó đó. Dạ đó thấy chưa, muốn mua điện thoại lại. Rồi leo lên đi chất. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi, chúc rồi. Chú mua mà ăn đắt nha chú. Rồi. Con kêu mua 2 bộ luôn, không chịu. Rồi không lên được chưa? Rồi quảng cáo đi nói em. Chở dùm á nha. Chất mới khuyến mãi hai anh chim. Ờ lại em đi, coi 400 ta đưa mày 500. Ờ bữa nay vô mắm hay gì vậy? Trời đi mua giúp số má ơi, con đi bán thân. Má hỏi hoài nè. Nè cầm coi. Ba về đó nha, 4 5 6 7. Nè mày nhiêu là con quanh nè, tao 7 tờ rồi đó. Nè bốn giờ đi đâu vậy mày chứ? Nghe rồi đủ má kêu hoài ai vậy? Vậy? Cầm coi ai kêu vậy? Tí non. Vé 20 má. Mày hỏi mày qua cao ốc lấy tiền. Vậy? Dạ. Qua cao ốc lấy tiền. Bà Sơn. Qua bên bà Sơn nha. Rồi. Kêu mà cầm máy mò. Xin cho nó, tao bị vớt rồi đó má. Vớt gì? Vớt gì kêu không cho. Rồi qua bà ảnh đi. Trời ơi, qua bà Sơn. Nó đâu dám qua bà, nó qua bà Châu quay. Cái này nó tiền quá trời luôn bảo. Bông gì mà ông Thảo bỏ đây vậy trời. Đấy, trời ơi bông mới giặt. Lấy xe đi. Trời tiền xe ôm nhiều. Trời ơi qua bên bà Châu có lùng má mày xe ôm. Bán khô mày chưa có lặn thì. Bán khô thì con rau chứ chất á. Đi lại đi. Hôm nay tao giao cho mày nè. Dạ. Nói à, không có giọt. Nó không có giúp số nè không. Đấy, hôm nay tao chịu cắm chân. Mày gì, chị chức cỡ này giờ có thêm cái bệnh mũ hụt nữa kìa. Đó, bệnh đó đó. Chiều nay gì Kiều nè.
rồi xong rồi có bệnh đái ngoài đường nữa, kỳ vậy. Đại đi. Ồ vậy đái là đái đường, bà, đái đường. Rồi thằng ông con trai. Đi đại đi. Đái người ta xèo ngoài đường, phá xèo ngoài đường thì bà coi á, trước mặt á báo quan căn dọ phá xèo con chem chép ở ngoài đường luôn. Không có được. Trời ơi, Tết đầu năm rồi tháng bà xèo không được. Bà thấy có cái đền thờ con cu, có đền thờ vợ nó má, có đền thờ con cu nha, đền thờ dương vật chứ không có đền thờ mà con chem chép nha, chem chép với lại trời ơi mà đi đại cơn trần con nghe con nhức óc rồi, cái bự đi cái việt kiều cà đống nè, đúng ảnh nó đúng mà đâu có đền thờ chem chép, không có đền thờ, bởi vậy đừng nói bậy, chỉ có đền thờ dương vật thôi, đàn ông con trai tụi tôi có thể là người Việt Nam đứng đái ngoài đường là chân trời ơi lại đi mà chân trời như là nền văn hóa của người Việt Nam, người Việt Nam phải chửi thề, người Việt Nam phải đứng đái lại, nhưng mà đái bậy là con trai, còn đàn bà mà coi như xèo như con chen chén với con xà lông giữa đường là sao kỳ vậy, trong khi đó tụi tôi là trai tân mà tôi đâu có biết cái gì chen chép đâu, và bà ra giữa với quán nhậu bà ngồi bà xè cái con chen chép với xà lông ra. Hồi mùng 1 tuần 2 Tết tôi mới gặp đâu. Mà má gặp gặp bị phong long nguyên năm luôn á. Kìa nó gặp bà mà chém chém rồi. Đầu năm mà gặp chém chém là xui nguyên năm kìa má ơi. Trời ơi cái gì mà hôm qua tôi thì ông tử đang ngồi á, ông chồng ngồi xè nguyên con chém chép ra, bà xè nguyên cái xà lông ra, bà đã giữa đường trời luôn rồi đó. Ơi, trời. Quá nhậu rạo người ta quá trời luôn. Ở bên chung cư á. Trời ơi. Con trai người ta có thể người ta đứng, người Việt Nam con trai đứng đái không có gì á, có cái đền thờ con cu. Đi. Con cu là có đền thờ nha. Thờ cái đó là mua phấn, mấy người mua phấn bán hương này với lại xin con trai là lại xin cái lộc á, là cái đền thờ dương vật có nha. Không có đền thờ con chém chép. Con chém chép với con xà lông là không có đền thờ. Ờ chứ rồi không có đền thờ. Không có đền thờ con xà lông. Ai dạ hả? Thôi thôi anh không có ăn khô. Rồi thôi đi nha Quá Lợi. Năm mới chúc bán vé số cho đắt nha. Để bà chở bà đi chứ không thôi để bà lo bộ. Muốn giờ đi nè. Rồi giờ hơn chừng chở gì chất ra cho tuốt chợ lớn nha. Ra chợ lớn lấy hàng về để buôn bán Tết kiếm đồng vô đồng ra nha quý vị ơi. Nhớ ủng hộ cho chất nha. Rồi leo lên được không? Khổ quá. Hello xin chào cô chú anh chị nha. Hơn chừng mới vừa chở gì chất đi lấy đồ về để kinh doanh Tết nha. Thời tới rồi cô chú anh chị ơi. Tới thời rồi. Ê tính ra bà cầm bây giờ chất vừa tới là gì chất đi toilet liền rồi ở phía sau là hơn chừng quay không được thì phía trước mặt mọi người chào mọi người các ơi. Hôm qua bà báo tin bà gọi điện thoại bà nói bà chất mất rồi, tôi ra là tôi thấy bà chất chưa mất, bà báo tào lao nha. Bây giờ thời của mong cầm chào mấy anh chị vui vẻ nha. Hôm nay là thời của mộng cầm tới rồi, có nhiều người đòi mua đấu giá cái bộ đồ này luôn. Có anh Việt Kiều kia thì ảnh tên là anh Tony, ảnh nói là bây giờ là ảnh rất là thích mộng cầm luôn, bây giờ ảnh sẽ về nước trong cái dịp Tết này để cưới mộng cầm. Mộng cầm nghĩ sao về cái điều đó mộng cầm? Chị anh Bảo đi, con có hai tay. Rồi bây giờ hôm nay gì chất lấy đồ về kinh doanh nha. Báo với mọi người luôn nha, gì chất lấy cái này là 440 nha. Còn bây giờ lợi nhiêu chưa biết nha. Đó, 440 anh Bảo lấy ra. Rồi bây giờ ai mở hàng kêu anh Bảo mở hàng luôn đi. Chứ đừng có cho bông cầm mà mở hàng. Rồi xé ra luôn đi Bảo. Tươi quá trời tươi luôn.